Trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Đợt này thì mưa ở miền Bắc sẽ kéo dài tới bao giờ vậy chị Thu Hiền? Dạ vâng ạ, mưa lần này ở vùng núi Bắc Bộ thì sẽ kéo dài hơn so với khu vực đồng bằng và ven biển ạ. Ít nhất là có thể kéo dài cho đến cuối tuần này. Thưa quý vị, vì là vùng núi Bắc Bộ nằm ngay dưới vùng hội tụ gió Tây trên cao, sau đó đến cuối tuần sẽ lại có thêm không khí lạnh di chuyển xuống và gây mưa. Cảnh báo có nơi mưa to trên 70mm mỗi ngày, nguy cơ cao sẽ gây ra sạt lở đất trên các sườn đồi núi. Bởi sau đợt mưa bão bất thường vào đầu tháng 9 vừa qua, đất đá ở vùng núi Bắc Bộ đã bở rời và mất hết độ kết dính. Để giảm thiểu các thiệt hại từ sạt lở, bà con nên để ý các dấu hiệu của sạt lở như vết nứt lún trên tường nhà hoặc xung quanh nhà, nước suối đổi màu từ trong sang đục và di rời ngay nếu thấy không an toàn. Với vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, dự báo hôm nay sẽ ít mưa hơn so với ngày hôm qua. Hai ngày tới thì trời sẽ dứt mưa và nắng cả ngày với nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 32 độ C. Đến cuối tuần này thì khả năng là mưa dông mới xuất hiện trở lại khi mà có không khí lạnh. Vâng ạ, thế còn diễn biến những khu vực như là Trung Bộ, Tây Nguyên hay Nam Bộ trong ngày hôm nay thì như thế nào vậy chị Hiền? Vâng, hôm nay thì vẫn đang là giai đoạn mưa nhiều ở các khu vực từ Nghệ An xuống đến Bình Thuận hay là Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, cảnh báo hôm nay sẽ có mưa xảy ra trên diện rộng với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm và cục bộ có mưa to trên 100mm. Các sườn đồi núi, khe suối nhỏ ở Trung Bộ, Tây Nguyên có thể xảy ra sạt lở đất hay là lũ quét. Ngoài ra, mưa cấp tập trong thời gian ngắn, nước không kịp thoát, dễ gây ra ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Trên biển, mưa dông cũng tiếp tục xuất hiện ở nhiều vùng biển, trong đó có ngoài khơi hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Mưa dông dễ đi kèm theo lốc xoáy và gió giật nguy hiểm, với tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vâng ạ, cảm ơn chị Hiền với những thông tin thời tiết rất đáng chú ý vừa rồi ạ.